chào tất cả các anh chị em đang theo dõi Di Động Việt. Apple có thể coi là hãng công nghệ đen đủi nhất năm 2018 khi mà chỉ mới được hưởng niềm say mê chiến thắng trên cột mốc nghìn tỷ không lâu, thì ngay lập tức sau đó thì công ty đã phải ăn quả đắng với một loạt tin xấu về doanh số iPhone cũng như là những cái báo cáo cắt giảm cùng các đánh giá cực kỳ bi quan từ giới phân tích. Tất cả đã khiến cho Apple bị thổi bay hàng trăm tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường. Người ta có thể đổ lỗi cho mức giá cao cùng với cả cuộc chiến thương mại đang gay gắt khiến nhiều thị trường của công ty bị suy giảm. Nhưng có một vấn đề khác và nghe có vẻ khá là khôi hài, nhưng mà đang dần được công nhận là các thế hệ iPhone cũ vẫn còn quá tốt, khiến cho người dùng Apple ngày một ít ham muốn nâng cấp lên các thế hệ iPhone mới nhất hơn bao giờ hết. Một báo cáo cách đây không lâu đã chỉ ra rằng vẫn có một số lượng rất lớn người dùng vẫn đang trung thành với thế hệ iPhone 6S. Dòng iPhone đã bước sang tuổi đời thứ tư này cũng đang là dòng iPhone cũ nhất mà Apple hỗ trợ nâng cấp trên các phiên bản iOS mới. Và với nhiều người thì việc bỏ ra thêm 800 USD để lên đời iPhone XS là một thứ gì đó khá là lãng phí. Bởi với họ thì iPhone 6S giờ đây vẫn đang cung cấp gần như là đầy đủ tất cả những gì mà họ cần. Dĩ nhiên là quan điểm đó không hề phản ánh toàn bộ những người đang sử dụng và yêu thích đồ Apple được. Với nhiều người thì việc sở hữu những món đồ Apple mới nhất cũng giống như là một thú vui hay là một tín ngưỡng riêng của họ. Họ muốn phải có những sản phẩm tối tân nhất bên mình, là những người mà sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để có trải nghiệm tốt hơn, mặc dù là chỉ tốt hơn một chút thôi. Dĩ nhiên là đối với họ thì việc Apple thua lỗ trong thời gian vừa qua quả là cú sốc lớn, khi đây là một hãng công nghệ lớn và vẫn đang đứng đầu ở nhiều thị trường. Nhưng đối với những người vẫn còn muốn sử dụng các mẫu iPhone cũ thay vì iPhone mới thì việc Apple thua lỗ cũng không phải là điều gì đáng để ngạc nhiên. Trong một lá thư gửi tới các nhà đầu tư trước cuộc gặp mặt báo giới cách đây không lâu thì CEO của Apple là Tim Cook đã phải thừa nhận rằng việc iPhone không bán chạy như hãng mong muốn là do người dùng đang thích nghi việc các nhà mạng đang không trợ giá khi mua smartphone và lợi dụng việc hãng giảm giá dịch vụ thay pin để làm mới các iPhone cũ. Apple thì cũng đang gặp sự cạnh tranh mãnh liệt từ Samsung và Huawei. Hai hãng này đang đổ bê tông thị trường với hàng loạt những smartphone Android giá rẻ. Và tất nhiên là cũng có một phần đóng góp của cuộc chiến kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ như đã đề cập. Tuy nhiên thì tác nhân lớn nhất làm cho Apple không còn hot như trước đó chính là những người sử dụng các sản phẩm cũ và không muốn nâng cấp. Theo Bay Street Research thì trong năm 2015, thời gian trung bình để một người nâng cấp smartphone là khoảng 2 năm. Nhưng tới năm 2018 thì con số này đã là 3 năm và mình nghĩ là còn kéo dài hơn nữa trong tương lai. Chính vì những sản phẩm đời sau đều có giá cao hơn so với đời trước, chính là nguyên nhân khiến cho chu kỳ nâng cấp iPhone đang trở nên dài hơn bao giờ hết. Bên cạnh vấn đề về iPhone cũ vẫn dùng tốt, thì bản thân chính sách cập nhật iOS mới của Apple cũng là một nguyên nhân khiến cho nhiều người còn tiếp tục giữ iPhone cũ thay vì iPhone mới. Phiên bản hệ điều hành mới là iOS 12 được thiết kế để có thể làm những dòng máy iPhone và iPad cũ chạy nhanh hơn, hoàn toàn ngược lại với các thế hệ iOS trước đều làm chậm các đời máy cũ lại. Những dòng iPhone trong thời gian gần đây cũng có chất lượng hoàn thiện khá là tốt, chống nước tốt hơn nên là bền bỉ theo năm tháng hơn. Những sản phẩm mới cũng không có những tính năng đột phá, làm người dùng phải thèm thuồng như trước nữa. Ngoại trừ Face ID hay là Animoji thì không gì các sản phẩm iPhone mới có thể làm được mà các iPhone đời cũ lại không thể cả. Apple thì cũng đã bị ép vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi mà người dùng chỉ trích vì làm chậm các dòng iPhone cũ vì chất lượng pin giảm. Hãng đã phải giảm giá dịch vụ thay pin và cũng vì thế mà người dùng giữ iPhone cũ sử dụng lâu dài, không muốn nâng cấp lên các sản phẩm mới nữa. Tất cả những điều này đều làm cho các nhà đầu tư cảm thấy khá là bối rối khi người dùng không tỏ ra hào hứng với những sản phẩm mới mà hãng ra mắt. Nhưng lại là tin vui cho những người muốn thay thế pin iPhone hay là nâng cấp lên iOS 12 và trải nghiệm sản phẩm của mình nhanh mượt hơn hẳn so với trước. Nhưng ngược lại thì tổn thất về việc bán phần cứng lại là cơ hội phát triển cho mảng phần mềm hay là ứng dụng của Apple. Người dùng giữ iPhone sử dụng lâu hơn, tức là họ cũng đang ở lại với hệ sinh thái iOS và mua những dịch vụ từ Apple Music, iCloud và Apple Service. Trong tương lai thì tình hình này có thể thay đổi. Cho đến năm 2020 thì công nghệ 5G sẽ được phát triển hoàn chỉnh và các sản phẩm iPhone hỗ trợ công nghệ này cũng sẽ thúc đẩy người tiêu dùng nâng cấp. Nói tóm lại thì việc các sản phẩm iPhone mới không còn hot như trước có thể sẽ làm các nhà đầu tư của hãng bực mình. Nhưng lại là tin mừng cho tất cả những người dùng khi mà Apple cuối cùng cũng đáp ứng được nguyện vọng của khách hàng trong việc tạo nên các sản phẩm hoàn thiện cao, sử dụng được lâu dài và không trở thành rác công nghệ mỗi khi hãng ra mắt sản phẩm mới. Vậy còn ý kiến của các bạn thì sao? Các bạn đang dùng iPhone gì? 6 hay là 6S hay là 7? Thì các bạn liệu có muốn nâng cấp lên iPhone XS hay là XS Max không? Hãy để lại comment ở bên dưới video này cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì Di Động Việt xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye.